Hi, chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp như mình ngày hôm nay. Hôm nay bếp Phở Đậu chia sẻ đến các bạn món đậu hũ kho nấm rơm. Đây là một món chay ngon, thanh đạm, dễ làm vào những cái ngày rằm mùng 1 hoặc là vào những cái ngày mình ngán thịt cá đó các bạn. Mình muốn tìm một món nào đó để thay thế thì cái món đậu hũ kho nấm rơm này là một sự lựa chọn rất là thích hợp. Và nếu các bạn cũng yêu thích thì hãy vào bếp với mình ngày hôm nay nha. Về phần nguyên liệu để làm món đậu hũ kho nấm rơm thì chắc chắn không thể nào thiếu đậu hũ và nấm rơm được, đúng không cả nhà? Ở đây mình sử dụng 2 miếng đậu hũ chiên và tầm khoảng 200g nấm rơm. Bây giờ mình sẽ ướp cái phần đậu hũ và nấm rơm này. Mình sẽ ướp cùng với 2/3 muỗng hạt nêm chay, 1/2 muỗng đường, 2 muỗng nước tương. Thêm một ít tiêu nữa cho thơm. Sau đó mình sẽ trộn đều lên và mình để cho nguyên liệu thấm gia vị tầm khoảng 15 phút. Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị một ít nước màu để món kho của mình đẹp mắt và hấp dẫn hơn. Mình cho vào chảo một ít dầu và tầm khoảng 1/2 muỗng đường vàng. Nếu mà không có đường vàng thì các bạn có thể thay thế bằng đường cát trắng cũng được ha. Mình khuấy đều và mình để lửa nhỏ đến khi đường của mình tan hết và chuyển sang cái màu nâu cánh gián là được. Lúc này thì mình sẽ cho hết cái phần đậu hũ và nấm rơm lúc nãy mình đã ướp gia vị vào và mình xào với lửa lớn tầm khoảng 5 phút để cho cái phần gia vị ngấm hết vô đậu hũ và nấm rơm. Sau đó thì mình sẽ cho thêm vào đây một ít nước. Nếu mà các bạn thích sử dụng cái phần nước kho nhiều để chan với cơm hoặc là chấm rau luộc thì mình có thể cho nhiều nước vào ha. Bây giờ thì mình sẽ đậy nắp lại và mình kho tầm khoảng 10 phút với lửa nhỏ. Sau khi kho với lửa nhỏ tầm khoảng 10 phút thì lúc này cái phần đậu hũ và nấm rơm của mình cũng đã chín mềm và thấm đều gia vị rồi này các bạn. Bây giờ mình sẽ mở nắp ra và mình nêm nếm lại gia vị một lần nữa ha. Cái phần gia vị thì các bạn cứ điều chỉnh tùy theo cái khẩu vị của gia đình mình. Cuối cùng thì mình sẽ cho thêm vào đây một ít ớt. Mình sử dụng cả ớt màu xanh và màu đỏ để món ăn của mình đẹp mắt và hấp dẫn hơn. Như vậy là mình đã hoàn thành xong món đậu hũ kho nấm rơm ngày hôm nay rồi này các bạn. Với cái món đậu hũ kho nấm rơm này mình ăn cùng với cơm trắng thì rất là ngon miệng và hao cơm. Đặc biệt với cái món đậu hũ kho nấm rơm này, các bạn ăn mặn hoặc là ăn chay sử dụng cũng đều rất là thích hợp ha. Vào những cái ngày rằm mùng 1 mình muốn tìm một món chay nào đó vừa thanh đạm, vừa ngon, vừa dễ làm thì cái món đậu hũ kho nấm rơm này là một sự lựa chọn rất là lý tưởng. Hoặc là vào những cái ngày mình ngán thịt cá đó các bạn, mình muốn tìm một món nào đó thay thế thì cái món đậu hũ kho nấm rơm này cũng rất là thích hợp. Các bạn hãy tham khảo và bổ sung vào thực đơn của gia đình mình nha. Video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn thật nhiều đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.